Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Gao Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em một con game là Thiên Long Bắc Bộ 3D nha anh em. Đấy, con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là cái tool Kim Nguyên Bảo nha. Còn anh em nào chơi full thì 100k nha anh em. Thì anh em muốn tool được cái con này thì anh em lấy cái ID nha. Thì anh em nhấp vào avatar nhân vật nha. Thì cái giới hạn của cái con này là nạp Kim Bảo là mỗi lần mấy anh em nạp là 50k Kim Bảo nha anh em. Thì con này free cho mấy anh em là cái tool Kim Bảo như vậy ha. Còn anh em nào muốn chơi tool full đó thì donate 100k nha anh em. Rồi thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Thì anh em có thể liên hệ để anh em nào muốn chơi full ha, chơi Tết đó thì có thể liên hệ để mua cái tool full 100k nha anh em. Còn anh em nào muốn cài cuốc thì có thể chơi free nạp Kim Bảo nha anh em. Đó, anh em tự nạp Kim Bảo để chơi nha. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi xin chào tạm biệt nha. Tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thank you.
Thank you.